Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chiều ngày hôm nay, ngày 7 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Kim Thành Vlog. Ferdinand hé lộ cách đánh bại Man City. Bellingham đuổi theo Guerra. Nunes chấn thương kinh hoàng. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá chiều ngày hôm nay cùng kênh Kim Thành Vlog thưa quý vị. Ferdinand hé lộ cách đánh bại Man City. Man City đã tiến đến tứ kết cúp C1 bằng sức mạnh tuyệt đối. The Citizen khuất phục Copenhagen với tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận. Ferdinand đánh giá cao đẳng cấp của Man City, nhưng cựu danh thủ MU vẫn tin có cách để đánh bại đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola. Man City có thể vào chung kết cúp C một lần nữa nếu tiếp tục thi đấu như hiện tại. Nếu muốn nghĩ tới việc hạ Man City, đội bóng của bạn cần có 1-2 cầu thủ xuất chúng để đảo ngược tình thế. Dẫu vậy, Man City vẫn sẽ ở đẳng cấp cao hơn các đối thủ. Trên đá đều Man City. Cuối tuần này, hai ứng cử viên nặng ký tại ngoại hạng Anh là Liverpool và Man City sẽ chạm trán nhau trên sân Anfield. Trước giờ bóng lăn, trên tôn vinh những danh hiệu mà The Cop giành được khi đội nhà thua kém đối phương về sức mạnh tài chính. Khi nhìn lại giai đoạn này, dù họ vô địch nhiều hơn chúng tôi, nhưng những danh hiệu của chúng tôi có ý nghĩa lớn hơn với đội bóng và cổ động viên vì tình hình tài chính của hai đội. Xét về cách hai câu lạc bộ xây dựng lực lượng, cách chúng tôi vô địch, có lẽ danh hiệu của chúng tôi quan trọng hơn với người hâm mộ, Chen nói. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti phủ nhận việc trốn thuế. Gần đây, công tố viên thành phố Madrid cáo buộc Ancelotti không đóng thuế cho thu nhập từ bản quyền hình ảnh trong giai đoạn 2014-2015, số tiền lên đến hơn 1 triệu euro. Sau khi cùng Real Madrid giành vé vào tứ kết cúp C1, nhà cầm quân người Ý cho biết. Đó là câu chuyện cũ rích từ cách đây nhiều năm. Văn phòng công tố viên cho rằng, tôi là cư dân Tây Ban Nha, nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Tôi tin rằng tôi vô tội. Hãy xem thẩm phán quyết định thế nào. Mateus Nunes chấn thương kinh hoàng. Trong trận đấu với Copenhagen, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã bị gãy ngón tay giữa bên trái sau một pha tiếp đất. Nunes tỏ ra vô cùng đau đớn, buộc huấn luyện viên Pep Guardiola phải thay anh ra khỏi sân. Các bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu cho Nunes, rồi đưa cầu thủ này đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Jude Bellingham đuổi theo Guerra. Hiện tại Bellingham đã đóng góp 4 bàn và 4 đường kiến tạo ở cúp C1 mùa này. Guerra hồi mùa 2007-2008 ghi 6 bàn, 4 kiến tạo, đến nay mới có một cầu thủ người Anh đạt được thành tích kể trên. Ngoài ra, Bellingham, 20 tuổi, 251 ngày cũng là người trẻ thứ 3 lịch sử, từng lập công hoặc dọn cỗ cho đồng đội trong 6 trận liên tiếp tại Champions League. Hai vị trí dẫn đầu thuộc về Kylian Mbappe, 18 tuổi, 337 ngày và Erling Haaland, 20 tuổi, 231 ngày. Huyền thoại Arsenal tin đội nhà cản được Man City. Theo cựu cầu thủ Merson, không nhiều đối thủ đủ sức đương đầu với The Citizens tại Champions League. Ông nói, tôi chẳng thấy đội nào có thể chơi sòng phẳng với Man City trong hai lượt trận. Không phải Real Madrid, cũng không phải Bayern Munich. Tôi nghĩ đội tiệm cận với Man City là Arsenal. Tôi thật sự tin rằng Arsenal là đội duy nhất có thể thách thức họ trong hai lượt trận. Chúng ta từng thấy Arsenal đánh bại Man City trên sân nhà. Nếu Arsenal dẫn bàn trước, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Huỳnh Như cân nhắc chia tay Lan FC. Đội bóng cũ của tiền đạo Huỳnh Như đón tin không thể vui hơn, lập tức đặt vấn đề mời Huỳnh Như về Việt Nam thi đấu. Sau chức vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023, một loạt cầu thủ của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cùng hết hạn hợp đồng, kể cả huấn luyện viên trưởng Đoàn Thị Kim Chi. Vấn đề tài chính khiến đội bóng gặp khó khăn trong việc giữ chân các cầu thủ. Đáng chú ý, tại buổi lễ, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Thị Kim Chi đã có những chia sẻ về khả năng chiêu mộ lại người cũ là tiền đạo Huỳnh Như, cầu thủ đang thi đấu cho Lan FC ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Thực tế, Huỳnh Như và Lan FC vừa phải trải qua chuỗi trận bết bát khi chỉ toàn thua và hòa. Tính từ đầu mùa giải, cô mới ghi được một bàn thắng, nên việc cân nhắc trở về thi đấu cho câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể xảy ra. Jurgen Klopp cập nhật tình hình của Mohamed Salah. Khi được hỏi liệu tiền đạo Mohamed Salah có thể ra sân trong trận gặp Sparta Prague sau khi đi cùng đội hay không, huấn luyện viên Jurgen Klopp trả lời: "Cậu ấy đã đi cùng chúng tôi. Salah đã tập luyện 2 ngày, cậu ấy tràn đầy năng lượng. Chúng ta phải xem. Những thật tốt khi anh ấy trở lại, điều đó thực sự tốt cho chúng tôi. Bản thân Salah cũng cảm thấy hạnh phúc khi có thể trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân. Salah đã không may mắn khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Chúng tôi phải cẩn thận, chúng tôi đang ở giữa giai đoạn cực kỳ căng thẳng của mùa giải, chúng tôi cần tất cả mọi người." Pep Guardiola báo tin buồn trước đại chiến Liverpool. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã tiết lộ rằng cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku đã gặp vấn đề về cơ trước trận đấu của Man City với Liverpool tại sân Anfield. Ông nói: "Anh ấy gặp một số vấn đề về cơ nên chúng tôi không muốn mạo hiểm ở trận đấu với Copenhagen. Bây giờ chúng tôi sẽ phải chờ đợi, tôi hy vọng anh ấy không gặp vấn đề nghiêm trọng." Nevin, Ronaldo đã làm Ole thất vọng ở MU. Ole đã có những chia sẻ về 3 tháng làm việc với Cristiano Ronaldo trên cương vị huấn luyện viên của MU. Và trong buổi trò chuyện,
Gary Neville nói rằng Ole nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã giận dữ rời khỏi trận đấu với Everton chỉ vì phải ngồi dự bị. Ông nói, khi tôi thấy Ronaldo trên ghế dự bị và làm những điều như thế trước máy quay, cảm giác thật khó chịu. Dĩ nhiên sau trận đấu với Everton, khi Ole để cậu ấy ngồi dự bị lần đầu tiên và tôi nhớ cậu ấy rời khỏi sân, tôi cảm thấy hành động đó khiến Ole thất vọng vì cả hai là đồng đội cũ. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin bóng đá chiều hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.